Ngoài còn những cái bệnh như ung thư hay mãn tính á, thì coi có nó phải truyền nhiễm hay không. Rồi là bị khiếm khuyết một cái bộ phận nào đó trên cơ thể là cũng không cho xuất gia, không cho xuất gia là ngay cả sa di cũng không được nha. Rồi người bị gù nè, người bị lùn bú cổ đó, đây phù chân voi không được. À đây, không cho người có bệnh trầm trọng kinh niên xuất gia. Như vậy á, có nghĩa là cái bệnh ung thư mãn tính này cũng không được xuất gia ha. Người què, người liệt, nửa thân, người khập khiễng, người già yếu, không cho người mù. À cái này là không nên, không nên chứ không phải là không được phép. Cho nên á, nếu mà quý vị mà như thế này đó, à rồi già yếu đây là được tính là cái kiểu mà gần chết đó ha, thì những cái trường hợp này là không có được cho xuất gia. Nếu như á, mà miễn cưỡng xuất gia thì vẫn thành tựu, có nghĩa là trong những trường hợp này một bộ phận cơ thể nào đó bị khiếm khuyết, bị những cái tướng mà nó không có được hoàn hảo, các căn không đầy đủ đó, bị đuôi mù câm điếc, rồi bị bệnh nặng, bệnh trầm trọng kinh niên, rồi già yếu sắp chết đó, thì không có được xuất gia. Nếu như miễn cưỡng xuất gia thì vị nào cho xuất gia phạm tắc ác đấy. Rồi thì như vậy đó là cái trường hợp mà người mà bị đồng tính á, người bị đồng tính là chỉ không cho tu lên bậc trên thôi, chỉ không cho tu lên bậc trên thôi, có nghĩa là không cho lên tỳ kheo thôi, chứ còn không có cấm tu sa di, đồng tính không có cấm tu sa di. Nhưng mà có những cái không tính, không gọi là không cấm, không có nghĩa là khuyến khích. Tại vì một cái người đồng tính mà cho xuất gia, dù là xuất gia sa di, cũng rất là nhiều những cái nguy hại trong tăng đoàn. Xin lấy ví dụ, ông chỉ cần ông dụ dỗ một vị tỳ kheo thôi, thì vị đó có thể là phạm bất cộng trụ ha, rất là dễ, rất là dễ. Tại vì bây giờ được rồi, thôi dịch thuyết pháp thì được phép nói, có nghĩa là thí dụ như mà một vị đó, cái người đồng tính thì họ nghĩ đối với người đồng tính họ dùng những cái khiếu khác trên người của họ, ví dụ như là miệng, thì đối với họ nói chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà họ dùng cái đó mà áp lên một cái vị tỳ kheo á, thì vị đó sẽ phạm bất cộng trụ. Cho nên đó là một, cho khi mà cho một vị mà đồng tính mà xuất gia đó, thì nó là một quả bom hẹn giờ đối với các vị tỳ kheo, bởi vì các vị đó có khả năng phạm bất cộng trụ vào bất kỳ lúc nào. Cho nên nếu như mà nghĩ đến cái sự mà nguy hại cho tăng đoàn đó, thì sẽ nhiều nơi họ sẽ không có cho xuất gia đâu đó. Và nếu như mà miễn cưỡng xuất gia thì chỉ xuất gia được sa di thôi. Tuy nhiên thì như sư nói, không phải là không không cấm thì được khuyến khích, không có nha, cái này thì không có khuyến khích.